20 tháng 11 là lúc đó là nưng là tối nào ngủ dậy là không tự ngồi dậy được, phải từ bò xuống, có nghĩa là phải nghiêng mình đi mới dậy được chứ không có nằm mà bật dậy được. Rồi cái uống cái đó thì bây giờ là rất là tốt, là nó không có làm cho bị đau lưng mà nó ngồi dậy là bật dậy, okay, con khóc hay bật dậy bế con liền, không phải cần đến chồng gọi đánh thức dậy. Còn mọi hôm là đau lưng quá không dậy được là phải chồng ơi dậy coi con khóc, rồi bắt đầu với từ ngồi dậy. Bệnh đau lưng đó là từ hồi đẻ đứa đó, là giờ đứa con 2 tuổi là đẻ xong mà bị đau lưng, mà bây giờ là từ hồi tháng 11 đến giờ là không có bị nữa, không có bị đau lưng nữa. Cái lưng bế con là phải gồng lưng xuống để mà bế con á, tại vì khi mà thức dậy rồi mà ôm nó lên là mà đi xuống đất là phải gồng lưng xuống, không có, có đứng thẳng được, nó đau. Là thấy là cái ép off này nó rất là good.